Thằng này lại nhờ bố rồi. Mày chết rồi. Thế này ông phải xử. Trẻ con không thể để nó hư như này được. Năm ông lần này tôi phải cho 5 lươn luôn. Ôi, nhưng mà ông ơi. Tôi về đây. Ông ơi, ông bình tĩnh nhá. Trẻ con từ từ bảo nó, đừng đánh nó quá rồi à. Nó nghĩ là linh tinh ông nhá. Phải đấy, phải đấy. Cái bình mèo lâu mà mình cũng phải đợi. Sao ông làm gì mà lâu thế? Làm lâu quá rồi đấy. Này, hai bà biết chuyện gì không? Chuyện gì? Lớp mình tuần bị tổ chức đi chơi nhá. À đúng rồi, thi cử xong rồi nè. Cô chả bảo thi cử xong là cô cho đi chơi. Bọn tôi chắc chắn là được đi rồi đúng không? Mẹ cũng cho đi. Đúng rồi, bọn mình bằng điểm nhau mà. Ủa nhưng mà mẹ ơi, tình hình thi đợt vừa rồi á, điểm ông thế thì thế nào? Tôi cũng chẳng biết được, toàn ăn ngỗng rồi, nhưng không bây giờ nó biết làm nào. Không được đi chơi rồi. Ông yên tâm đi, ông về nhà phải lích ba ông vào. Về nấu cơm mà lích ba, chắc chắn cho đi. Sao kia này? Được, xong nữa tôi với Xu sẽ sang ha. Hứa với bố ông là đợt này bọn tôi sẽ cu đạo cho ông. Được không? Chính xác. Được. Đi. Nhanh đấy thôi. Không có ngày nó nào cho mình nở mày nở mặt ra. Mẹ Sushi ơi. Ông Mèo hả? Bà có nhà không? Có, ông giỏi ơi. Ôi, tôi cho bảo bà cái này. Ôi, ông vào đây gơm, sao ông này tươi thế? Ông tươi thì làm sao được bà? À thế à? Này tôi bảo này. Thôi. Thế con bà điểm thi cho chúng nó thi xong rồi đấy. Cái đấy tôi biết rồi. Bà biết rồi à? Ừ. Thế đã ngủ mấy hôm rồi mà. Chào mẹ ạ. Chào bác. Ô Xu à? Bây giờ con vào nhà tắm đi xong rồi ra ăn cơm con nhé. Dạ vâng ạ, con đi. Thằng Mèo nhà ông thế nào? Thế nếu con Xu thế nào? Thì ông biết cái con đấy thì nó con lúc nào chẳng mười không? Con đấy nó học giỏi từ trước rồi. Đúng rồi. Nên là hôm nay thôi bán cho bà một vấn đề nhé. Chuyện gì vậy? Thằng mèo nhà tôi đợt này thi toàn 9-10, bà nhìn thấy không? Ôi nhưng mà ông ơi. Hả? Tôi lại thấy con Su nó bảo thằng mèo nhà ông có hôm thì ngủ quên đến muộn. Hình như là nó là kỷ lục của trường ấy. Hình như ông cả 5 quả trứng ấy không? Thế thì đây là điểm gì? Tôi không biết mà nhìn cái chữ mệt ngoạc này á, chắc là chúng nó cô thì phải chấm đúng sai chưa? Thôi chết rồi, thằng này lại nửa bố rồi. Chết rồi. Thế này ông phải xử. Trẻ con không thể để nó hư như này được. Năm ông lần này tôi phải cho 5 lươn luôn. Ôi, nhưng mà ông ơi. Tôi về đây. Ông ơi, ông bình tĩnh nhá. Trẻ con từ từ bảo nó, đừng đánh nó quá rồi à. Nó nghĩ là linh tinh ông nhá. Phải đánh, phải đấy. Thế đây có mỗi thằng con trai mà nó lại còn lừa thế này. Ôi, thôi nào. Đi ăn cơm nhá, đi ăn cơm với chị Xô nào.